Bây giờ nếu như muốn có con thì cũng phải cần chút tiền để lo thuốc thang. Anh giúp em nha. Thật ra anh với Hằng á có dành dụm một số tiền, nhưng mà Ước Mình Cùng Bay phát sóng lúc 20 giờ thứ tư, thứ năm, thứ sáu hàng tuần, duy nhất trên siêu ứng dụng VN. Nương ơi, Nương, ủa sao em lại về đây? Không ai thấy anh ra đây chứ. Hằng có bầu rồi hả? À. Tốt quá. Em lúc nào cũng cảm giác là ông trời ưu ái cho tất cả những người con gái trong xóm này trừ em ra. Chuyện gì tới với người ta cũng dễ dàng, mà tới với em thì sao em cứ suy nghĩ vậy hoài vậy? Bây giờ em cưới được ông chồng giàu rồi, ông có thể mua cho em tất cả mọi thứ. Điều đó cha làng này đâu có làm được. À, anh xin lỗi em về hôm đám cưới, anh lộ mãn quá. Không sao đâu. Có những thứ chỉ có anh mới cho em được, còn chồng em thì không. Chắc là do em phước mỏng mà anh không có con được. Mà chồng em lúc nào cũng mong. Nói chung thì cũng khổ lắm. Cái vấn đề đó em đừng có suy nghĩ lung tung. Chuyện đó còn phải thù thuộc vào tuổi tác nữa. Ổng có vợ rồi có con, thời ổng còn sung mãn. Còn bây giờ nó khác rồi. Nhưng mà cái chuyện đó mình cũng không biết được. Nhiều khi là lỗi của em nữa. Bây giờ nếu như em muốn có con thì cũng phải cần chút tiền để lo thuốc thang. Anh giúp em nha. Thật ra anh với Hằng á có dành dụm một số tiền, nhưng mà tiền quá để sinh nở. Em hiểu rồi. Nè 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 nè. Thôi rồi, anh sẽ có cách, được chưa? Thật hả? Ừ.